Ngoại trưởng Đức đi thăm một trại tị nạn người Syria ở Lebanon, tên từ Beka. Ngoại trưởng Đức, ông Franz Steinmeier, hôm nay đã đến thăm những người tị nạn Syria đang sống trong một khu trại lều ở khu vực Beka của Lebanon. Ông Steinmeier đã có chuyến thăm 2 ngày tới Lebanon, bắt đầu từ hôm thứ Năm. Hôm qua, ông cũng đã thông báo là Đức sẽ viện trợ thêm 5 triệu euro để giúp Lebanon đối phó với việc cứu mạng hơn 1 triệu người tị nạn Syria. Ngoại trưởng Đức đã gặp các nhân viên cứu trợ và các trẻ em tị nạn Syria trong chuyến thăm. Ông nói, Đức tận mắt nhìn thấy những trại tị nạn làm cho ông thấy rõ hơn nhu cầu cần phải làm nhiều việc hơn nữa để giúp đỡ những người tị nạn. Ông cũng cho biết là những viện trợ thêm của Đức sẽ đặc biệt chú ý đến lĩnh vực y tế và cũng đã cảnh báo là thời tiết bất lợi trong khu vực có thể làm cho điều kiện sống của những người tị nạn thậm chí còn khó khăn hơn. Ngoại trưởng Đức nói thêm, cung cấp nước sẽ là một vấn đề lớn trong năm nay vì mùa đông không quá lạnh, vì vậy không có tuyết tan chảy nên khu vực này có thể sẽ có một đợt hạn hán lớn. Ông Steinmeier đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ thêm. Sau khi gặp Ngoại trưởng Lebanon, ông Gebran Bassin vào ngày thứ Năm, ông Steinmeier đã cho biết là Đức đã sẵn sàng để thảo luận về những phương cách giúp đỡ Lebanon về nhu cầu tài chính và kinh tế của quốc gia này và cũng sẽ khuyến khích Ngân hàng Thế giới giúp đỡ.